dưới đây là một câu chuyện tâm linh mang màu sắc rùng rợn và cảnh báo mọi người về việc tôn trọng những điều thuộc về tâm linh câu chuyện cô gái trong chiếc gương trong một ngôi trường cũ kỹ ở một vùng quê xa xôi có một căn phòng trống mà không ai dám bước vào người ta nói rằng trong căn phòng ấy có một chiếc gương lớn cổ kính đã bị phủ bụi từ rất lâu mọi người truyền tai nhau rằng chiếc gương đó mang theo một lời nguyền và những ai nhìn vào nó sẽ bị ám ảnh bởi một cô gái bí ẩn một hôm Nhóm học sinh tò mò quyết định thử khám phá căn phòng, trong đó có Lan, một cô gái gan dạ, luôn thích mạo hiểm và không tin vào những câu chuyện ma quái. Cô khăng khăng muốn bước vào căn phòng một mình để chứng minh cho bạn bè thấy rằng những điều đó chỉ là mê tín. Khi vào trong, Lan bật đèn pin và nhìn quanh, phát hiện ra chiếc gương lớn ở góc phòng bị che phủ bởi lớp bụi dày. Cô gái can đảm tiến lại gần và nhẹ nhàng lau lớp bụi trên bề mặt gương trong lúc lau cô đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nhưng vẫn gạt đi cảm giác đó và tiếp tục nhìn vào gương ngay khi nhìn vào cô thấy hình ảnh của chính mình trong gương nhưng lạ lùng thay hình ảnh đó không hề giống hoàn toàn với cô gương mặt trong gương nhợt nhạt đôi mắt sâu hoắm và có một nụ cười rùng rợn cô gái trong gương thì thầm hãy đến gần hơn lan cảm thấy sợ hãi nhưng lại bị một sức hút kỳ lạ khiến cô không thể rời mắt khi cô tiến gần hơn bóng cô gái trong gương cũng tiến đến gần nhưng dần dần lại không còn giống cô nữa đó là một người hoàn toàn khác với gương mặt đầy uất hận và nụ cười đáng sợ ngay lúc đó lan cảm thấy một cơn lạnh buốt chạm vào tay mình và bất ngờ hình ảnh cô gái trong gương nở một nụ cười kinh dị và nói giờ thì cô sẽ mãi mãi ở đây với ta lan hoảng hốt lùi lại và bỏ chạy khỏi căn phòng khi trở về lan không nói một lời nào với bạn bè đôi mắt trở nên vô hồn và luôn mơ hồ từ hôm đó cô gái trở nên khác thường thỉnh thoảng lại nhìn vào những chiếc gương và nói chuyện với ai đó mà không ai có thể nhìn thấy kể từ đó căn phòng chứa chiếc gương bí ẩn bị khóa lại vĩnh viễn và không ai còn dám bước vào người ta kể lại câu chuyện của lan như một bài học nhắc nhở mọi người đừng bao giờ đùa giỡn với những điều thuộc về tâm linh bài học từ câu chuyện câu chuyện này là lời cảnh báo về việc không nên đùa giỡn hay khinh suất với những vật dụng và nơi trốn mang tính chất tâm linh đặc biệt là những thứ đã gắn liền với nhiều lời đồn đại và truyền thuyết dù có tin hay không sự cẩn trọng và kính trọng là điều cần thiết khi đối diện với những điều huyền bí